Tu mười nghiệp lành này có tánh cách xây dựng kiến tạo sự an vui tốt đẹp cho mọi người. Ở nhân gian, nếu được đa số người biết tu chuyển nghiệp thì nhân gian không cầu hạnh phúc mà hạnh phúc cũng tự đến. Biết tu chuyển nghiệp thì hiện tại được an lành, tương lai cũng vui vẻ. Tuy còn luân hồi, song người biết tu dừng nghiệp và chuyển nghiệp hẳn đến những nơi vui vẻ cao sang. Ngược lại, kẻ buông luôn ba nghiệp làm ác thì thường tới lui những nơi đau khổ cơ cực. Như nhân loại hiện sống trên quả địa cầu này, có những nơi tươi vui sung sướng, cũng có những nơi đau khổ nghèo nàn. Đến trong một nước một xứ cũng vẫn có kẻ khổ người vui. Quan sát qua những cảnh tượng ấy, chúng ta thấy tùy nghiệp duyên gây tạo, chịu khổ vui sai biệt của chúng sanh thật quá rõ ràng. Mặc dù thế, muốn giúp sức mạnh cho việc tu dừng nghiệp và chuyển nghiệp được kết quả viên mãn, điều kiện tiên quyết phải quy y Tam Bảo và giữ gìn năm giới. Quy y là đặt định hướng cho cả cuộc đời của mình. Chúng ta tập tu dừng nghiệp và chuyển nghiệp để nhằm mục đích gì? Phải chăng vì muốn tiến theo gót chân của Đức Phật, sống theo chánh pháp của Ngài, nương sự hướng dẫn của chư Tăng, để cuộc sống của chúng ta ngày càng vươn cao? Suốt đời chúng ta nhắm thẳng mục tiêu ấy mà tiến, không còn thái độ ngại ngùng chần chờ, dũng cảm cương quyết vượt mọi trở ngại, đến được mục tiêu mới thôi. Được vậy mới đúng tinh thần quy y Tam Bảo, tức là xứng đáng sự trở về nương tựa Phật, Pháp và Tăng. Giới luật là hàng rào ngăn chặn ba nghiệp khỏi rơi vào hố tội lỗi. Gìn giữ năm giới là trạm nghỉ chân đầu trên con đường tu dừng nghiệp. Thiếu trạm nghỉ chân này, chúng ta không đủ sức khỏe leo lên ngọn núi thiện nghiệp an toàn. Năm giới của Phật tử cũng là nấc thang đầu trên cây thang giải thoát. Mọi sự an lành siêu thoát đều bắt nguồn từ năm giới. Cho nên là Phật tử phải xem trọng và tuân giữ năm giới như người gìn giữ hòn ngọc quý trong khi đi xuyên qua bọn người bất lương. Bởi quy y giữ giới có tánh cách quan yếu như thế, nên mọi người muốn trở thành Phật tử trước phải phát nguyện quy y Tam Bảo và gìn giữ năm giới. Đầy đủ quy giới rồi, chúng ta mới có thể tiến tu lên các pháp môn khác. Tu ra khỏi luân hồi, giải thoát. Chúng ta đã biết chủ động lực trong dòng luân hồi là nghiệp. Thân miệng ý là nơi xuất phát nghiệp. Nghiệp còn thì còn luân hồi, nghiệp sạch thì hết luân hồi. Nhưng trong ba nghiệp, ý nghiệp là chủ động. Vì có ý nghĩ mới sai khiến miệng nói thân làm. Muốn sạch nghiệp, chúng ta trước phải lo tạo thanh ý nghiệp. Không chịu dọn dẹp ý nghiệp, chỉ lo tu tập thân miệng là làm việc ngọn ngành. Thuở xưa, Tổ Hoài Nhượng ở Nam Nhạc thường thấy thiền sư Đạo Nhất, Mã Tổ, ra tảng đá ngồi thiền suốt ngày. Tổ đến hỏi: "Đại Đức ngồi thiền để làm gì?" Đạo Nhất thưa: "Để làm Phật." Hôm sau, Tổ lấy hòn gạch đến trên phiến đá bên cạnh tảng đá Đạo Nhất ngồi thiền, Tổ mài. Đạo Nhất thấy lạ hỏi: "Thầy mài gạch để làm gì?" Tổ đáp: "Mài để làm gương." Đạo Nhất thưa: "Mài gạch đâu thể làm gương được." Tổ bảo: "Ngồi thiền đâu thể thành Phật được." Đạo Nhất hỏi: "Vậy làm thế nào mới phải?" Tổ bảo: "Như trâu kéo xe, nếu xe không đi, đánh xe là phải, đánh trâu là phải." Đạo Nhất lặng thinh. Xe là cái bị động, trâu là chủ động. Muốn điều khiển xe đi, phải nhắm thẳng cái chủ động thôi thúc nó. Cắm đầu đánh đập thôi thúc cái bị động chỉ là việc phí công vô ích. Thân miệng là cái bị động, ý là chủ động. Không chịu thúc liễm ý, cố kềm thân ngồi ngay thẳng hay khiến miệng đọc tụng mãi cũng là việc không công. Thúc liễm kềm hãm ý đâu hạn cuộc hình thức ngồi hay đứng, mà cả bốn quay nghi đi đứng ngồi nằm đều phải theo dõi luôn. Hằng theo dõi như thế,
khả dĩ chẩn đứng được ý nghiệp. Ý nghiệp dừng lặng rồi, thân nghiệp, khẩu nghiệp theo đó được thanh tịnh. Thế nên, những phương pháp tu trong đạo Phật như tụng kinh, trì chú, niệm Phật, tọa thiền đều nhắm thẳng chẩn đứng ý nghiệp. Các vị tôn túc thường dạy, tụng kinh không loạn tưởng mới đầy đủ phước đức, trì chú tâm không sao động mới linh nghiệm, niệm Phật nhất tâm mới được vãng sanh, tọa thiền tâm lặng lẽ mới được chánh định. Không loạn tưởng, tâm không sao động, nhất tâm, tâm lặng lẽ đều là trạng thái dừng lặng của ý nghiệp. Tuy pháp tu có thô tế khác nhau, song cứu kính đều khác nhau ở chỗ dẹp sạch ý nghiệp. Đứng về mặt cứu kính nhìn nhau, chúng ta dung thông tất cả pháp tu không thấy gì chướng ngại. Từ cửa phương tiện phê bình nhau, chúng ta thấy dường như có mâu thuẫn lẫn nhau. Cho nên người thông là nhìn đến chỗ cứu kính, kẻ hạng cuộc chỉ thấy ở phương tiện. Phật pháp như ngôi nhà nhiều cửa, bất luận từ cửa nào miễn vào được trong nhà đều gặp nhau, đồng chứng kiến những sự vật hiện có như nhau. Băn khoăn thắc mắc tại sao người đó đi cửa kia không đi cửa này, hoặc cố tình khuyến dụ họ trở lại đi cửa này, đừng đi cửa kia, là tâm trạng của kẻ học Phật sơ đẳng. Hãy tự do chọn lấy một cửa nào thuận tiện với vị trí đang đứng, cố gắng tiến vào nhà sẽ được lợi ích. Đây là lời khuyên của người thông suốt. Phạm vi quyển sách này, chúng tôi chỉ giải thích đơn giản về hai phương pháp niệm Phật và tu thiền. Nói khác đi là lối tu của Tịnh Độ Tông và Thiền Tông, để hành giả nương theo đó tiến tu giải thoát luân hồi sanh tử. Phương pháp niệm Phật. Phương pháp niệm Phật có quán tưởng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật căn cứ kinh Quán Vô Lượng Thọ, trì danh niệm Phật căn cứ kinh A Di Đà. Trì danh niệm Phật được đại đa số tăng ni và Phật tử tu tập, nên ở đây riêng giải thích. Pháp môn tu tập nào của Phật dạy đều có chia phương tiện và cứu kính. Phương tiện ví như cửa cổng, cứu kính ví như ông chủ nhà. Muốn gặp ông chủ nhà, trước tiên chúng ta phải từ cửa cổng đi vào nhà. Nếu không nương cửa cổng thì khó vào đến nhà, huống là gặp ông chủ. Cửa cổng là điều kiện tiên quyết để gặp ông chủ. Thiếu điều kiện này thì sự mong muốn khó thành đạt. Phương pháp trì danh niệm Phật muốn được kết quả viên mãn, trước phải khéo ứng dụng phương tiện của nó. Thế nào là phương tiện của pháp trì danh niệm Phật? Phương tiện trì danh niệm Phật là dùng tình cảm để dẹp tình cảm. Nói cụ thể hơn, dùng gai lễ gai. Cho nên cửa phương tiện của nó là ưa, hân và chán, yếm hay hồi hướng. Bởi vì phàm phu chúng ta hằng đắm mê theo dục lạc thế gian, thường ngày tâm niệm cứ tung tăng đuổi theo dục lạc. Muốn dừng tâm niệm lại, song không tài nào dừng nổi. Thấy thế, Phật thương xót vì chúng ta nói kinh A-di-đà. Chủ yếu trong ấy, trước diễn tả cảnh trang nghiêm đẹp đẽ ở cõi cực lạc, sao chê trách sự khổ trở nhơ nhớp ở cõi ta bà, khiến chúng sanh sanh tâm ưa thích cõi cực lạc, chán ngán cõi ta bà. Tâm ưa chán đến cao độ thì niệm danh hiệu Phật dễ được nhất tâm. Nếu không biết ưa chán, dù có niệm Phật cũng chỉ niệm trong loạn tưởng mà thôi. Thế nên ưa chán là cửa cổng đi vào ngôi nhà cực lạc. Ưa cái gì? Thể theo kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca định nghĩa cõi cực lạc là: chúng sanh trong cõi này không có các thứ khổ, chỉ thọ các điều vui nên gọi là cực lạc. Lại nữa, cõi cực lạc nào là hàng rào, lưới giăng, hàng cây đều làm bằng bốn thứ báu: bạc, vàng, lưu ly, pha lê. Ao nước rất ngon lành đầy đủ tám thứ công đức. Trên bờ ao có nhà lầu xây bằng bảy báu: bạc, vàng, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Dưới ao có hoa sen lá to bằng mảnh xe,
hoa nở phát ánh sáng tùy theo sắc, và nhã hương thơm ngào ngạt. Có nhạc trời, có mưa hoa, có chim hót, thành tiếng nói Pháp.